Quý vị và các bạn đang theo dõi Thể thao 24/7. Huấn luyện viên Miura mới gửi một danh sách sơ bộ lên Tổng cục Thể dục Thể thao đề xuất tập trung 35 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 28. Danh sách này khá nhiều so với các đội bóng khác trong khu vực nên sẽ có nhiều cơ hội cho các cầu thủ. Nhưng chắc chắn cạnh tranh cũng sẽ rất quyết liệt vì sau đó thì liên đoàn phải đăng ký theo quy định của ban tổ chức, tối đa chỉ có 20 cầu thủ. Trong bản danh sách chưa xuất hiện một gương mặt nào mới so với danh sách dự vòng loại U23 châu Á. Và có cả tiền vệ Nguyễn Tôn Anh, người được nghi ngại sẽ bị gạt khỏi danh sách đến Singapore vào tháng 6 tới. Những cầu thủ bị chấn thương trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại như Hoàng Lâm, Xuân Trường, Tuấn Tài, Phúc Tịnh cũng có tên. Điều lệ môn bóng đá nam SEA Games cũng cho phép đăng ký những cầu thủ sinh năm 1992. Chính vì thế, các cầu thủ từng gây ấn tượng tại ASEAN 17 tại Incheon 2014 còn trong độ tuổi này là Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Minh Tùng, Phi Sơn và Hồng Quân. Tất nhiên cũng nằm trong thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại Hà Nội từ ngày 5 tháng 5. Ngày 9 tháng 5, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc tại Hà Nội và dự kiến tới ngày 16 tháng 5 sẽ có một trận giao hữu khác với một đội U23 trong khu vực Đông Nam Á. Hôm qua, câu lạc bộ Bình Dương gặp Jeonbuk đến từ Hàn Quốc tại lượt trận thứ tư vòng bảng Cúp C1 châu Á. Đội bóng Việt Nam đã rất nỗ lực để có điểm số đầu tiên, nhưng chừng đó là không đủ để khỏa lấp về cách biệt trình độ ở giải đấu này. Các vị khách dù không chiếm thế chủ động ở quyền kiểm soát bóng như đội chủ nhà, nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống bóng cố định. Phút 30, từ một quả phạt góc bên cánh trái, tiền đạo người Brazil Aninho đã mở tỷ số cho Jeonbuk Hyundai Motors. Sang hiệp 2, cả hai đội đều có cơ hội để thay đổi cục diện trận đấu, nhưng chỉ có một thành công, đó là BKM Bình Dương. Ở phút bù giờ thứ 3, tiền đạo Abbas đã đem về bàn ấn định tỷ số hòa 1-1, giúp nhà đương kim vô địch V-League có được điểm số đầu tiên ở vòng bảng AFC Champions League. Cử tạ Việt Nam đang tham dự giải thanh thiếu niên thế giới 2015 diễn ra Lima, Peru. Cuộc thi này nằm trong hệ thống giải chuẩn bị cho Olympic trẻ năm 2018 và Khổng Mỹ Phượng đã gây bất ngờ khi thi đấu rất thành công ở hạng 44 kg nữ. Khổng Mỹ Phượng đã thi đấu rất tốt khi đạt thành tích cử dật đến 70 kg và đoạt huy chương vàng nội dung này khi hơn lực sĩ Gao Yimei của Trung Quốc đến 3 kg. Tuy nhiên do bị chuột rút nên khi bước vào nội dung cử đẩy, Phượng buộc phải bỏ hai lượt cử đẩy đầu tiên để có thời gian nghỉ ngơi và chỉ đẩy được 76 kg ở lượt cuối cùng. Như vậy tổng cử Mỹ Phượng chỉ đoạt huy chương bạc với thành tích 146 kg, kém Gao Yimei người giành huy chương vàng 9 kg. Cũng giống như mọi năm, giải thể thao sinh viên năm 2015 diễn ra rất sôi nổi với sự tham dự của sinh viên đến từ các trường đại học khắp cả nước. Tại Hà Nội thì năm nay môn futsal có số lượng đội tham dự đông hơn mọi năm. 24 trường đại học cao đẳng trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội đã tham dự giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2015. Qua gần một tháng tranh tài sôi nổi, giải đấu đã bước sang vòng đấu bán kết. Nhà đương kim vô địch Đại học Thăng Long sẽ chạm trán Đại học FPT. Ở cặp đấu còn lại, Đại học Xây dựng đối đầu với đội bóng chủ giải là Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hai cặp đấu tại vòng bán kết hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 11 tháng 4 tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa, 42 Tạ Quang Bửu, Hà Nội. Ngay sau đó thì vào ngày 12 tháng 4 sẽ diễn ra trận đấu chung kết của giải đấu khu vực Hà Nội. Bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, khi Real Madrid quay trở lại mạch chiến thắng, người ta lại thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha Ronaldo tiếp tục sưu tầm các kỷ lục cá nhân. Đêm qua thì trong trận đấu gặp đội bóng yếu là Vallecano, Ronaldo đã trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử của Real có từ 300 bàn thắng trở lên. Thi đấu trên sân của Rayo Vallecano ở vòng 30 La Liga, Ronaldo đã bị phạt lỗi trong vòng cấm, nhưng thay vì cho Real Madrid được phạt đền, trọng tài lại phạt Ronaldo thẻ vàng. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng chẳng phải buồn lâu. Đến phút 68, anh đã đánh đầu mở tỷ số cho Real Madrid. Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, 6 phút sau, đến lượt James Rodriguez ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid. Chiến thắng này không giúp cho Real thu hẹp khoảng cách với Barcelona, bởi trên sân nhà, Messi cùng các đồng đội đã dễ dàng đánh bại Almeria với tỷ số 4-0. Bartra và Messi mỗi người ghi một bàn, riêng Luis Suarez lập một cú đúp. Như vậy khoảng cách với Barca và Real vẫn là 4 điểm. Phần cuối sẽ là kết quả trận đá lại vòng tứ kết Cúp FA giữa Blackburn Rovers và Liverpool. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong trận đá lại tứ kết Cúp FA, Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Blackburn. Nhưng rút cuộc tới phút 70, họ cũng đã có được bàn mở tỷ số sau khoảnh khắc lóe sáng của Coutinho. Nhưng cũng phải nói rằng, để có và bảo toàn được cách biệt mong manh này, đội bóng áo đỏ phải nhờ rất nhiều vào tài năng của thủ thành Mignolet. Giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Blackburn, Liverpool sẽ cạnh tranh chiếc vé vào chơi chung kết Cúp FA cùng Aston Villa.